Hello mọi người, hiện tại thì Tim đang ở trong lounge và bây giờ Tim sẽ ăn sáng một xíu, sau đó thì một tiếng nữa mới bay. Nên là bây giờ Tim sẽ ăn coi cảnh quan đây. Mọi người nói chuyện rất là nhỏ nên Tim cũng phải rất là nhỏ nhẹ. Hiện tại thì Tiên đang ở trên Grab và đi về khách sạn. Và đây là kẹt xe, typical kẹt xe của Thái Lan. Khách sạn lần này mà Tiên ở sẽ là Hoa Chan Heritage Hotel. Nó là một cái khách sạn boutique rất là nhỏ. Bây giờ Tiên sẽ cho các bạn xem room tour của khách sạn lần này Tiên sẽ ở. Thì đây là nó có cái bồn tắm, thì cái này nó sẽ đóng lại được. Đó, xong rồi vào đây là gương. Rồi đây là trong này là toilet nè. Rồi đây sẽ có cái gương nữa. Wow. OOTD. Xong rồi nó sẽ có hai cái giường. Yeah. Hi. Đây là anh họ của Tiên. Say hi. Hi. High five. Ok. Then view. Wow. Cái khách sạn này nó rất là gần Siam Center, cho nên là chỉ cần đi vài bước thôi là tới rồi. Hiện tại thì Tiên đã check in phòng khách sạn xong rồi, và bây giờ sẽ đi ăn. Trước đây là sẽ đi ăn lẩu. Bây giờ thì Tiên đang đi ăn lẩu ở Siam Center. Không muốn cái gì có thịt heo, không nghe. Ở đây nó có rất là nhiều cái loại sauce khác nhau. Thì Tiên chỉ có trộn cái này thôi, còn những cái này nó có sẵn hết rồi, cho nên Tiên chỉ bỏ vô thôi. Tiên không, mỗi vị là mỗi khác nhau đó mọi người. Rất là ngon. Cái chỗ này nó gọi là Charm China Farm Station nha mọi người, ở trong Siam Center. Đây là có beef. Đây là những cái này là gì vậy? Gà. Gà, đây là gì? Cái đó hả? Cái đó là... Đó là bò đúng không? Bò đấy. Nè mì nè, rồi rau nè. Bên này cũng có thịt nữa. Mọi người có mì vậy nha. Ngon quá. Cái lẩu này rất là healthy. Rất là... tốt cho sức khỏe. Bây giờ là Tiên vừa ăn xong và bây giờ Tiên sẽ uống trà sữa này. Thì trong cái vlog mà Tiên đi Thái Lan thì Tiên cũng đã uống trà sữa này rồi. Rất là ngon. Oh, I bought my favorite store. Yay. Trời ơi, cuối cùng cũng được quay lại Sephora rồi. Sephora, nhưng mà nó đang không có cái màu Tiên thích, cho nên là bây giờ sẽ qua một cái Sephora khác để Tiên mua cái cây son đó. Vì cái son đó là cái cây mà Dior Ultra Care mà rất là nhiều người recommend Tiên mua, cho nên là hôm nay là Tiên Sephora chỉ vì cây son đó thôi. Vậy là Tiên đang ở Siam Center. Say hi. Say hi. Chào bạn. Remember to hit that subscribe button. Hit the notification bell, y'all. Lần này thì Tiên đi Thái với lại anh em họ Tiên. Wow, hi handsome. Cắt. Hứa với lòng là đợt này sẽ không đi vô quá nhiều đồ hiệu mua, nhưng mà thì bây giờ phải đi vô mua cho anh hai Tiên đôi giày tặng sinh nhật, nhưng mà chưa biết là mua cái gì. Hi. Sao mình bự vậy ta? Tiên đang định mua cái đôi này.
nhưng mà bên Mỹ cũng sold out, Việt Nam cũng sold out, mà qua bên Thái thì lại khó. Có bự không? Six. Kiến thích cái đôi này là tại vì ở đây nó có một cái pattern rất là nhã thôi, cái túi của LV, nhưng mà nhìn bình thường thì sẽ không thấy được quá trên bàn. Tìm rất là thích những đôi. Happy birthday. Ăn ngon. Yay. Tuyên đã đi mua đồ xong rồi, bây giờ mình sẽ đi về lại khách sạn, sau đó thì thay đồ xong rồi và đi ăn thôi. Trên ngày hôm nay mỗi lần mà đi Thái thì Tuyên rất là thích đi vào Lush, tại vì mua những cái bath bomb này và bỏ vô bồn tắm á mọi người, rất rất là thơm luôn. Như là mỗi lần vô đây là khi nào cũng muốn mua, tại nó thơm kinh khủng. Thế là mọi người, Tuyên đã về nhà thay đồ rồi và bây giờ Tuyên sẽ đi ăn tối ở cái chỗ mà hồi nãy Tuyên có nói là rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Let's go. Đi ăn sáng thì cái chỗ hôm nay Tiên ăn sáng sẽ là một cái chỗ mà Tiên đã từng ăn ở trong những cái vlog trước ở Thái Lan, cái vlog trước ở Thái Lan mà Tiên đi coi bác Tiên á, đi ăn chỗ này rồi, đó là chỗ Trong Dim Sum. Thì đây là một chỗ ăn dim sum rất là còn và Tiên sẽ dẫn các bạn tham nha. Let's go. Sắp lớp luôn á. Tiên vừa mới ăn xong rồi, bây giờ Tiên sẽ đi đến một cái chỗ nó gọi là Iconsia, nó rất là mới và cũng là Takashimaya luôn. Chỗ này nó hơi bị xa, có xa trung tâm chứ? Hơi xa trung tâm, đi nãy giờ cũng phải 45 phút á mới đến được đây, tại vì nó cũng kẹt xe nữa. Nhưng mà bây giờ tới nơi rồi. Hôm nay thì Tiên mặc bộ đồ cũng hơi chắc chắc xíu. Và áo này hình như là của Zara nè, váy là Her Story. Yeah, và cái nó là Tiên vừa mới mua được ở Island luôn á, rất là dễ thương. Tiên vừa mới đi lòng vòng xong rồi và bây giờ bao nhiêu giờ rồi? Gần 3 giờ. Bây giờ sẽ ăn trưa ở Food Court. Tiên sẽ ăn mấy cái món Thái. Chắc là ăn xong thì sẽ về lại khu trung tâm, sau đó sẽ đi vòng vòng xíu nữa. Kem dừa với xoài, cái này thì ăn được xong rồi mới ngoài. Xui ghê. Tiên đã vừa về đến khách sạn rồi và bây giờ Tiên sẽ nghỉ ngơi một chút xíu, tắm rửa thay đồ để tí nữa thì sẽ đi vòng vòng và cũng như là tối là sẽ đi ăn nha.
về nhà thay đồ xong rồi. Và bây giờ Thiên sẽ đi ăn một cái chỗ nữa rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Có một chỗ mà các bạn có thể thấy họ có rất là nhiều là tích tụ ớt cay, là cay ở trên. Hôm nay Thiên sẽ ăn thử. Thiên thì không ăn cay bị đói, nhưng mà có mặt trước 3 tiếng được. Anh tưởng 2 Và bây giờ Tiên sẽ đi mua makeup cũng như là skin care nha. Hello mọi người, thì Tiên vừa mở rửa mặt xong và bây giờ Tiên sẽ qua tới bước đắp mặt nạ. Thì để cho các bạn biết thì khi mà đi du lịch thì Tiên rất là xuyên đắp mặt nạ, tại vì đi một ngoài trời ngoài rất là nắng nóng và da rất là khô, cho nên là về thì cần có một cái độ cấp ẩm tức thì liền, thì Tiên hay sử dụng mặt nạ. Và dạo này cái mặt nạ của Tiên rất là yêu thích đó chính là cái mặt nạ này của Miunlab. Thì đây là một loại mặt nạ BioCell của Miunlab. Thì Miunlab là một hãng made in Việt Nam nhưng mà với công nghệ là từ Hàn Quốc. Và đây là cái mặt nạ BioCell. Tiên rất là thích những cái mặt nạ BioCell. Vì sao? Vì nó ôm sát da mặt, khi mà các bạn đắp vô nó không có lo bị rơi, tại vì nó ôm sát như vậy nè. Đó. Và cái mặt nạ này của Miunlab thì nó có độ hấp thụ cao hơn 20 lần đối với những cái mặt nạ bình thường, vì đây là một cái loại mặt nạ sinh học. Và cousin Tiên cũng đang đắp mặt nạ. Hello mọi người. Thì Tiên rất là thích cái hãng này luôn. Và đặc biệt là cái hãng này thì made in Việt Nam nữa, cho nên là rất là an toàn. Đó, thì Tiên sẽ cho các bạn xem cận cảnh cái mặt nạ này là Miunlab nha. Và đây là dòng Moisturizing và Brightening, là vừa làm dưỡng ẩm và cũng như là vừa làm trắng sáng luôn. Packaging rất là đẹp. Đằng sau nó có những cái direction tiếng Việt luôn, cho nên cho các bạn đọc rất là dễ luôn. Thì bây giờ Tiên sẽ chỉ cho các bạn cách mà sử dụng mặt nạ ha. Bây giờ Tiên sẽ mở ra, tại vì nó sẽ có 3 lớp lận. Ok, thì nó sẽ là như vậy. Nó sẽ có 2 cái lớp như vậy. Đây. Đó, nó sẽ có 3 lớp tổng cộng nha các bạn. Các bạn sẽ lấy một cái lớp này ra. Đây, cái lớp dày này ra trước. Rồi. Sau đó thì nó sẽ có 2 lớp, khi mà các bạn đắp lên thì nó chỉ còn lại một cái lớp này thôi. Trong này nó sẽ có 2 lớp nha. Các bạn nhớ gỡ ra như vậy. Đó, thì nó sẽ còn một cái lớp trong như thế này trên mặt của Tiên. Ok, Tiên đã đắp mặt nạ xong rồi và bây giờ sẽ đi ngủ để ngày mai sẽ phải dậy sớm và đi ăn brunch. Sau đó thì Tiên sẽ ra sân bay và đi về Việt Nam. Ok, chúc mọi người ngủ ngon, bye bye. Good morning mọi người, hiện tại thì Tiên đang ở Vanilla, là một cái quán brunch rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Thì cái quán này nó nằm ở bên trong Grand Paragon tầng 1. Thì chọn xem là sáng nay sẽ ăn cái gì. Ăn xong thì Tiên chắc là đi vào phòng một xíu, sau đó thì sẽ ra sân bay và về Sài Gòn. Nhìn mấy món ở đây, món nào muốn ăn hết đó mọi người, ngon quá à. Không biết ăn cái nào. Tiên đang phân vân giữa cái này với lại cái này. Ngon quá. Xong rồi và bây giờ sẽ đi lên trên lầu mua cái bánh là Dure. Tiên rất là thích hãng bánh macaron đó, tại vì nó rất là ngon, nó không quá ngọt. Đây nha mọi người.